trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Là Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ đến 2 giờ 45 PM. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày âm lịch là ngày 15 tháng 5 năm Đinh Dậu. Người ta gọi là ngày Đinh Mão và tháng Bính Ngọ. Như thế thì thứ sáu ngày Đinh Mão, thứ bảy ngày Mậu Thìn, chủ nhật ngày Kỷ Tỵ, thứ hai ngày Canh Ngọ, thứ ba ngày Tân Mùi, thứ tư ngày Nhâm Thân, thứ năm ngày Quý Dậu và thứ sáu tuần tới là ngày Giáp Tuất. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào mà nghe cái năm sinh của mình trúng những ngày tôi vừa nói là đó là cái ngày không được tốt cho mình, mọi sự sẽ gặp nhiều cái rắc rối, thái tuế nó động. Và cái đến thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay là cái ngày không được tốt lắm. Ngày hôm nay là ngày Mão, nó bị cái tuế phá, nó chống lại với cái năm lầy của đời mình. Và cái đến là cái ngày tốt đó là cái ngày Chủ nhật. Ngày này nó có sao Kỷ Tỵ, những ngày mà rất tốt để chúng ta có những sự mà đưa nhau đi ăn, rồi chúng ta gặp gỡ, rồi tình duyên bạn bè nó sẽ có nhiều cái chuyện tốt đẹp xảy ra. Và ngày xấu nữa đó là ngày Quý Dậu. Kính thưa quý vị, trong buổi tuần lễ chúng ta có một chủ đề. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung nói chính xác hơn và rõ ràng hơn và nhấn mạnh đến số mệnh của con người. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chọn đó là sứ mệnh vô hình. Kính thưa quý vị, chúng ta có cuộc sống này, chúng ta có cái xác thân này và chúng ta có một đời để tranh đấu cho sự tốt đẹp hoàn thiện hơn. Và chúng ta có một số mệnh. Số mệnh này nó vô hình, bởi chúng ta không biết được chúng ta sẽ thành công hay thất bại, chúng ta sẽ nghiêng về khía cạnh nào, chúng ta sẽ là người như thế nào trong cái đời sống này. Cho nên chúng ta cứ vô tình mà cứ cố gắng để tạo cho cái cuộc sống mình tốt đẹp, và cứ vô minh sống trong cái sự đầy hy vọng, đầy cam go, đầy học hỏi và thử thách. Cuộc sống này tôi gọi là chúng ta có một sứ mệnh vô hình. Mà sự vô hình này là lẽ tự nhiên, bởi vì chúng ta không hiểu được số mệnh của mình. Từ sau khi nếu quý vị hiểu được số mệnh của chúng ta rồi, hiểu được định mệnh của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ sống một cách chính xác hơn, hiểu rõ đường đi của mình hơn, hiểu rõ được cái bản đồ và định mệnh của mình nó sắp xếp như thế nào, để chúng ta có một cái plan, một cái dự thảo để chúng ta có một cuộc sống hoàn hảo hơn. Kính thưa quý vị, trong mỗi chương trình thì tựa vào cái chủ đề, chúng tôi có một cái phần gọi là giảng giải lá số tử vi định mệnh của con người. Và chúng tôi dựa vào cái chủ đề của chương trình, thí dụ như là ngày More Today, thì cái ngày đó tôi sẽ nói cuộc đời của người ta ảnh hưởng nhiều đến cái người mẹ, tình mẫu tử, tình thiêng liêng đất nước, về cái ngày More Today. Và kính thưa quý vị, cũng như thế, và ngày Father Day chúng tôi sẽ nói về focus về cái số mệnh, cái sứ mệnh của người con trong gia đình đối với người cha, và cái vai trò của người con đối với vị cha thiêng liêng, đất nước, tổ quốc của mình. Và như quý vị cũng rõ rằng là mỗi chủ đề nó có một cái chánh để chúng ta bàn tới. Và ngày hôm nay là chủ đề của chúng ta sẽ nói về số mệnh vô hình, bởi chúng ta sống, chúng ta luôn luôn học hỏi, trao đổi cái đức hạnh, đức tính của mình, trao dồi cái sự kiến thức để chúng ta tạo sự thành công, mà chúng ta không biết rằng là sự thành công thất bại đó nó đi về hướng nào, nó đi về hướng chính trị, đi về hướng âm nhạc, đi về hướng nghệ thuật. Chúng ta cứ cố gắng thôi để chúng ta chờ cái kết quả đến cho chúng ta. Đó là chủ đề sứ mệnh vô hình. Chúng ta sẽ đào sâu trong phần kế tiếp, phần 2 và phần 3 về vấn đề số mệnh của con người mà chúng ta đang sống. Và sau đây tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi, mà câu trả lời có khuynh hướng sẽ
nặng về phần số mệnh vô hình. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào ạ. À. Alo. Alo. Dạ vâng. Thầy... Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Năm tháng ngày giờ sinh. Alo, người kế tiếp xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, ngày 10 tháng 11, 1983, 9 giờ sáng, nữ. Năm 1983 và... Ngày 10 tháng 11. Sinh vào lúc 9 giờ sáng không ạ? Dạ, 9 giờ sáng, nữ. Rồi, rồi, được. Đây, số mệnh của người này sau đây. À, người nữ này đây là một nữ có là mệnh không. Mệnh không thì chúng ta phải nhìn ngay là có cái thân địa kiếp không. Người này có mệnh thân, thân kiếp. Và thân của người này nằm trong cung tài bạch, là ẩn dụ của cái cung quan lộc. Và người này thì là cái người hiền lương, người hiền lương chất phác đó. Nhưng mà bởi vì đóng trong cái đất của cái bạch hổ đó, cho nên là cái cuộc sống, sự sinh hoạt lúc nào cũng gặp nhiều sóng gió trong gai. Mệnh không thân kiếp là cuộc đời đầy những cái trong gai sóng gió bởi cái đất bạch hổ, mà cuối cùng thân của mình đầm ấm, cực khổ vất vả và không có tạo được cái kết quả gì tốt đẹp hết tất cả các bước của mình. Kể cả đường chồng con cũng là cái đường nó nhẹ nhàng thôi. Đây là cái số trung bình, chúng may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, ngày sinh là 20 tháng 10, ngày ta đó phải không anh? Ngày dương lịch đấy. Ngày dương lịch là 9 tháng 12 năm 68. Ngày 9 tháng 12 năm 68 và xin cho biết năm sinh. 12 giờ trưa năm 68. Nam hay nữ đây ạ? Nam hay nữ ạ? Người tôi cho người này là người nam, người sinh vào tôi hỏi không trả lời nhé. Người nữ này sinh vào ngày 19 tháng 12 năm 68 giờ Mậu Ngọ, thì người này có số mệnh như sau. Thứ nhất, người nữ mà có cái mệnh tôi gọi là mệnh tử sát ngộ không kiếp. Đây là người tính tình cuộc đời đó, là có đổ quân ngộ kiếp sát nữa. Đây là cái người tính rất là nóng nha. Tính rất là nóng mà cái người là có cái ego đó, cái bản chất đó, nó rất là nghiêm chỉnh và serious trong đời sống, chứ không có được tươi vui nhẹ nhàng nha. Người này sẽ gặp một cái trở ngại là vì tính mình nóng quá, cho nên cuối cùng là người nữ này sẽ cô đơn cho đường chồng nha, cô đơn cho đường chồng và cũng cô đơn cho đường con luôn. Dẫu mình có một đứa con đi chăng nữa, mình cũng có cái đời sống nó không có được đầm ấm hạnh phúc nha. Cô đơn về đường chồng con, thất bại về đường chồng con. Người này duy nhất chỉ một việc là người này có vũ tham, quan lộc, tài bạch, thì khoa cử lộc người này sẽ đi làm, sẽ học, sẽ ra trường, có tiền, có bạc đi làm, sự thành công về tiền bạc, nhưng mà sẽ ô buồn về chuyện chồng con. Và cuối cuộc đời của người này là người có tiền, có bạc, giàu có, nhưng mà không có hạnh phúc. Sơ lược số mệnh là như thế. Tôi xin phép vào chuyện người kế tiếp. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo, tôi nghe đây ạ. Kính thưa quý vị, khi quý vị gọi vào thì xin quý vị cho tôi cái ngày dương lịch, tức là lịch trên, lịch của Thái Dương, lịch trên đó là ngày dương lịch, bởi vì tôi có cái software chỉ nhận ngày dương lịch mà thôi. Xin quý vị thông cảm vào. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Hello. Dạ vâng, xin đọc năm tháng ngày giờ sinh đi ạ. Dạ, cho tôi ngày dương lịch, ngày tháng năm sinh dương lịch ạ. Dạ, tôi sinh ngày 20 tháng 5, 1957 ạ. Rồi, ngày 20 tháng 5. 1957 ạ. Và xin cho biết giờ sinh ạ. Dạ, 2 giờ trưa. 57, 2 giờ trưa. 2 giờ trưa thì tôi xác định người này là có thể là giờ mùi nha, giờ mùi. Thì đây là cái số mệnh, định mệnh của người ta, tức là sứ mệnh vô tình mà sống đấy nhá. Đây là người nữ này là một cái người tôi gọi là tính tình có phát quân cư mệnh, ngồi thiên không hỏa tinh nữa. Đây là cái người nữ mà phải nói rằng là một đời cái tư tưởng, cái con người của mình tự ái lớn lắm nha, tự ái lớn lắm, và tự xây lập cuộc đời của mình và làm gì cũng nhanh nhàng rõ ràng hết. Người này nặng về vấn đề, nặng về vấn đề tạo cái cơ nghiệp, sự nghiệp mình dấn thân vào đời nha. Mà đường chồng con thì sẽ có chồng, có con đầy đủ tất cả mọi thứ,
cuối đời là cái người tương đối thành công đó, chỉ duy một điều duy nhất là làm việc gì cái sự tính toán nó cũng không có không có chắc, luôn luôn đổi thay ý suy nghĩ, ý tính toán của mình nha. Và cuộc đời cái này tôi gọi là mệnh hỏa. Mệnh hỏa và thân của người này có cái thân thư cung cũng phu, như thế là chồng con đầy đủ và cuối cùng là tiền bạc của mình vững chắc đó, nên xin lược số mệnh là như thế nha. Một người một câu hỏi một cuộc đời. Tôi xin phép qua người kế tiếp. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Alo. Dạ đọc đi ạ. Alo. Kính thưa quý vị, khi quý vị nhận được cái phone thì quý vị cứ cho năm tháng ngày giờ sinh dương lịch thôi, không cần phải chào hỏi hay là đặt câu hỏi riêng tư, chúng ta sẽ bị mất thời gian. Alo. Chúng ta cứ cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Ok. Tại sinh ngày 30 tháng 3 năm 1955, 9 giờ sáng. Ngày 30 tháng 3 năm 1955 vào lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, người nam. Rồi, người nam này có cái số mệnh vô hình như sau, vô tình như sau. Thứ nhất người nam này ấy, là cái người mệnh thất sát có đào hoa, đây là cái người là có đầu óc đi vào quân đội đó, giỏi lắm, cứng rắn lắm, làm việc gì cũng khó khăn. Và người này thì là đào hoa đẹp nhưng mà vợ và con là cái địa ngục nha, là khó khăn vô cùng khó khăn. Người này cuối cuộc đời là cái người trung bình thôi nha, người trung bình thôi. Cơ nghiệp của người này là cơ nghiệp của này vì cơ nghiệp mà xa lánh vợ con nhá. Sơ lược số mệnh là như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.